Có thể bạn chưa biết, khi bạn muốn ra ngoài sân vườn thì bạn chỉ cần đặt một cái ghế, bất kỳ một cái ghế nào đó sát cạnh tường nhà bạn. Sau đó, bạn chỉ cần ngồi vào ghế và bấm nút nhảy lên thì bạn đã ra khỏi sân vườn của mình. Và bạn có thể trang trí ở đây ngoài sân vườn tiệc tùng theo kiểu cắm trại. Ngoài ra, bạn muốn chạy vô nhà thì chọn phần cạnh nhà để bạn chạy vào. Nhưng chạy vào là không có chạy ra được, mà muốn ra thì bắt buộc là phải ngồi vào ghế để mình có thể nhảy ra được. Chúc các bạn thành công.